Chị mua vé chưa? Chắc mai là lâu lắm. Mấy giờ mà mở nhỉ em nhỉ? 9 giờ. Mất kỳ vậy ơi, mình mua online vậy. Cái đó làm dịp công vừa mua. Thực ra là còn... đợt trước mình ra phải chờ hơi lâu ấy. Dạ. Không, ý là mấy giờ cắt treo là bắt đầu chạy ạ? Dạ, 9 giờ. 9 giờ ạ? 9 giờ, đợt trước mình đi ra sớm quá. Sáng mai con mua vé. Cần thì nếu ấy thì em hỗ trợ mua vé luôn. Em có app mà. À. But we're gonna leave tomorrow. Really? He said that I told him like, hey, tell the taxi driver to stop so I can buy some beers. And he said, but tomorrow we leave. I thought we just walked yesterday. He's finished already. Mm-hmm. I think Ba finished already. Mm-hmm. No, Ba finished. Chiều nay cái bà ấy hay hay là mà không mang máy sang tiếp như vậy nó đẹp. Bus thì không mua đi. Sóng chứ nó đánh lên quẩn mắt vào đấy nó không trôi được. Đấy, biển nó đi mấy thì bãi nào bà? Chắc đẹp. Bãi này ạ? Ừ. Bãi là đi xa mà em thích. Lá đẹp nó thơm đẹp. Nó giả sử lên trên. Tia nó còn là nhờ mình đừng bắt cua biển thôi mà. Rồi xong ba bảo thôi đừng nó cắp cụt tay nữa, đừng sợ. Dạ không đâu chị. Hà Nội mưa kinh nhỉ. Dã man. Ừ. Good. Chị, đến đây được bao nhiêu ngày rồi? Em đến từ đợt trước. Ôi trời. Mùng năm chị ở đây luôn hả? Còn lâu mới. Ở đây đến 12 về. À. Chị có ở dưới Vin chưa? Ở rồi mới lên chuyển đây ha. Chắc mọi người bình thường toàn đi 3-4 hôm. Chị ở đây chị có đi kịch với em chưa? Dạ. Chị ở đây chị có đi kịch với em chưa? Hôm qua vừa đi xong. Ồ,